Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ba người dân được cứu thoát trong vụ cháy ở Hà Nội. Có thể nói là nhờ vào sự quyết đoán của người chỉ huy chữa cháy và sự dũng cảm của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước đó khoảng 2 giờ 50 phút, ngày 24 tháng 2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ số 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ công an quận Hai Bà Trưng và công an quận Hoàng Kiếm tới hiện trường triển khai chữa cháy. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ, ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tá Lương cùng cán bộ chiến sĩ di chuyển đến hiện trường bằng hai xe chữa cháy mang theo trang thiết bị. Thiếu tá Lương kể, trên đường đi, tôi yêu cầu tổ thông tin xác định vị trí nguồn nước bởi nhà dân nằm trong ngõ sâu và có hai hướng tiếp cận. Qua đánh giá thực tế, chúng tôi chọn đường Minh Khai do có nhiều trụ nước chữa cháy có thể duy trì nguồn nước thường xuyên lâu dài. Thiếu tá Lương cho biết, từ ngoài đường Minh Khai, nơi xe chữa cháy đổ vào ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khoảng 400 mét, đây là cự ly triển khai chữa cháy khá xa, do đó thiếu tá Lương trực tiếp cùng hai cán bộ chiến sĩ vào trinh sát đám cháy trước. Qua nắm tình hình diễn biến đám cháy phức tạp, có nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong. Cùng thời điểm đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Kiếm cũng tới hiện trường. Trực tiếp, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Kiếm chỉ huy. Hợp lực trước vùng lửa, chỉ huy hai đơn vị thống nhất nhiệm vụ phải thực hiện ngay là tiếp cận giải cứu những người đang mắc kẹt ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Khi ấy, nếu chỉ có cố gắng dập lửa ở tầng 1 thì vẫn có thể nguy hiểm với người trong nhà bởi khói dày đặc. Một mặt khẩn trương khoanh vùng chữa cháy nhưng ưu tiên số 1 là cứu người. Trung tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, rất nhanh lực lượng cứu hộ xác định trong nhà đang có 3 người bị kẹt gồm hai người ở tầng 2 và một người ở tầng 3. Phương án cứu hộ triển khai từ phía mặt ngoài ngôi nhà bằng thang và dùng banh cắt thủy lực phá song sắt. Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Kiếm, người trực tiếp dùng banh cắt thủy lực phá chuồng cọp. Khi anh mở được lối thoát cho các nạn nhân ở tầng 2, thì người còn lại ở tầng 3 đang trong trạng thái hoảng loạn. Thượng úy Quân cùng đồng đội vừa trấn an vừa đưa hai người ở tầng 2 ra nơi an toàn, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực tầng 3, cứu thoát thành viên cuối cùng ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó thông tin về vụ cháy ở ngõ Quỳnh mới được lan tỏa. Cả cộng đồng đều hết sức xúc động cảm phục khi biết câu chuyện về ba thành viên của gia đình trong số nhà 357 được cứu thoát bởi những người lính, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội một trận đánh trong đêm tối, một cuộc giành giật bảo vệ sự an toàn của người dân khỏi lưỡi hái tử thần đã thành công với cái kết có hậu. với thiếu tá lương, với trung tá bình và thượng úy quân cùng những người đồng chí đồng đội của các anh trận đánh ấy gom dày thêm kinh nghiệm bản lĩnh để luôn kiên cường trước giặc lửa vì bình yên an toàn của nhân dân. Mới đây, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi đổ xăng lên đầu người để đốt tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Về phía nạn nhân, người đàn ông này bị bỏng toàn thân 98% rất nguy kịch và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu chiều 22 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát, sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1959, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an Hoang Khai, nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoang phát hiện vợ mình là bà PTN sinh năm 1971 bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Ông Hoang đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Hoang đã đi mua xăng, đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn. Hoang đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. Kê án xong, Hoang về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn cãi chửi nhau, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như Nguyễn Văn Hoang nói, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Mới đây một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy luyện thép thuộc công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vụ tai nạn khiến một công nhân thiệt mạng và một người khác bị thương. Đại diện của công ty thông báo đơn vị đã ngay lập tức khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo và biên bản của cơ quan chức năng sau khi xảy ra vụ tai nạn, sự cố xảy ra vào khoảng thời gian 9 giờ 30 phút, trong khi hàng mốc khuôn mẫu bê tông thùng chứa nước gan. Thùng chứa nước gan được thi công mới thì phát hiện ra tiếng nổ. Khuôn mẫu bị bật nắp làm cho anh Đỗ Văn Cầu sinh năm 1988, Công nhân nhà máy cư trú tại xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ bị hất ra xa và một công nhân khác bị choáng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh Đỗ Văn Cầu đã được đưa đi cơ sở y tế cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong. Công nhân LVN, người đang gần khu vực xảy ra tai nạn cũng bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới. Đại diện phía công ty của phần luyện kim đen Thái Nguyên cho biết vụ tai nạn xảy ra tại khu vực chỉ làm sửa chữa và gia công thiết bị dự phòng, không gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình sản xuất. Hiện tại, hơn 500 cán bộ công nhân và người lao động tại nhà máy vẫn đang làm việc ổn định và hoạt động sản xuất diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên đã và đang tích cực phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, cơ quan công an khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động, Đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả. Sau khi lập biên bản vụ tai nạn, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể công nhân tử vong để công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên cùng với gia đình chính quyền địa phương lo hậu sự. Trước mắt, công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên cử nhân lực và chi phí toàn bộ tang lễ mai táng cho gia đình nạn nhân. Liên quan đến vấn đề tai nạn lao động trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023, Tại khu vực Mông, mức âm 260 m công ty than Cọc 6 đã xảy ra sự cố tụt lỡ tầng khai thác. Đất đá sạt lỡ đã đẩy máy xúc đang hoạt động khiến một người tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương. Công nhân bị tử vong là anh Lưu Thanh Tùng sinh năm 1988 và nạn nhân mất tích là anh Hoàng Thọ Hùng sinh năm 1976. Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm. Cả hai nạn nhân đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực có hộ khẩu thường trú tại khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Sáu công nhân bị thương đều trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, gồm Nguyễn Thành Trung sinh năm 1982, Ngô Văn Mạnh sinh năm 1990, Hoàng Mai Luyến sinh năm 1985, Phạm Đức Hòa sinh năm 1988, Trịnh Quốc Huy sinh năm 1974 và Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1983. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùng và đất đá khu vực tầng âm 270 xuống. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đồng thời tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị tử vong. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, 5 triệu đồng một người bị thương. Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 6 công nhân bị thương, mỗi công nhân 1 triệu đồng.